giả. Nằm xuống. Ok luôn. Đấy, mình sẽ đột nhập vào cái nhà sách này. Nằm xuống. Cứ đột nhập thôi. Trời tối này nó khá là nguy hiểm mà khi zoom nó đi rất là nhanh. Đấy, chả hiểu sao. Nằm xuống. Ở dưới kia nó phá thì không biết bao giờ mới vỡ xong, nhưng mà mình sẽ tranh thủ ở trên này. Ui ôi. Không 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 được, không được, không được, không được, không được. À rồi sao? À, rồi sao? Rồi sao? Ấy à. Azizola được biết đến như một miền đất hứa, một nơi có thể nhấn chìm mọi loạn lạc với nguồn lực và bí mật khủng khiếp. Sau thảm họa hạt nhân năm 2034, thế giới đã rơi vào hỗn loạn. Các thành phố lớn đã trở thành những khu vực hoang tàn, tuy còn sót lại chút hình bóng của xã hội cũ, nhưng cũng chỉ là những đống đổ nát. Dịch bệnh đã biến loài người trở thành những xác chết sống, lan ra khắp nơi và biến mọi ngóc ngách thành địa ngục. Để sống sót qua đại dịch, chính phủ đã lập lên những đội quân đặc chủng với nhiệm vụ trinh sát và sinh tồn trong vùng phóng xạ đầy rẫy zombie. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, tôi lại tiếp nhận một nhiệm vụ mới. Vùng đất bị bỏ hoang, xuất hiện những toán cướp cùng các sinh vật lạ cực kỳ nguy hiểm. Và câu chuyện của tôi bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với Bảy Day to Die. Chinh phục vùng đất bị bỏ hoang. Ngon. Ngon 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 ngon. Ăn một phát nữa. Không biết là gần hết thì ăn chữa này nó có tính là trừ 10 hay không thì chưa biết. Mất 12 min ạ. Là sẽ khỏe lại. 11 phút nữa mới có sức ạ. Không có. Lúc đầu mà nó cho sớm được thì ngon. Đây rồi. Xin. Thêm một cái nữa là sống. Thực ra bây giờ sống rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là sống khỏe. Không bệnh tật chứ không chữa được hết là nó sẽ bị lặng. Ngon. Ok. Đi vào thôi. Thế là đủ rồi. Bây giờ còn 36, sức khỏe mình nó quá yếu. Đó, giết cái bọn zoom kia nó cũng mệt cơ, tự dưng nó bị lạnh một cái mình bị hắt hơi sổ mũi kiểu như vậy. Bị ho. 124. Nằm xuống. Cứ đầu đập thì có thể vỡ đầu. Nằm xuống. Ok. Đây cái nhiệm vụ clear cho nên là nhẹ nhàng tình cảm các bạn. Xem ở đâu có zoom. Ây à, đây có một thằng. Một phát. Mấy con zoom ở ngoài kia thì không tính. Đây. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ok. Nói chung là ây da. Nằm xuống. Nằm xuống. Ây da. Ui ôi, nó đập một phát u đầu ạ. Má. Đã mệt chứ. Cái này cầm dao đâm. Ok, để nó mất máu từ từ. Ok, một thằng chết. Chưa chết ạ. Còn 4 min nữa thôi. Hồi mà la mình quá chậm. Rồi thằng kia chết rồi. Rồi. Thế mới đau.
Rồi. Một. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm. Nằm xuống. Từ từ nha. Nằm xuống. Nằm xuống. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Ra đây, ra đây, ra đây. 26. Nằm xuống. Nói chung là phải hồi hồi ma la các bạn ạ. Cá nhiều, ba con cơ. Nằm xuống. Hay chưa? Lại cái con run ở đâu ra? Ma này. Nằm xuống. Úi dồi, con này có vẻ khỏe. Nằm xuống rồi. Nút xem có được cái gì không. Nằm xuống. Nằm xuống. Mình đâm để lấy hiệu ứng chảy máu thôi. Không có mà là. Nằm xuống. Rồi. Chết cụ mày đi. Không đủ mà là. Nằm xuống. Bệnh là bị. À đây, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn. Rồi. Mình đang bị lặng bẫy cơ. Cầm nhiều thứ linh tinh quá các bạn. Ui, ok từ từ. Cái này bán được có một tí tiền. Có điện thoại. Nước uống. Điện thoại cũ. Bàn máy tính ạ. Bán nước đồ thôi. Chỗ này cũng không mở được. Nằm xuống. Ở đây có hàng ở ngoài. Kệ cho thằng kia nó phá thôi các bạn. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống, nói chung là cứ phải ba chày. Đây có một cái đường lên. Loot hết. Ok. Đây có hàng. Cho nó xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Đáng lẽ mình lên trên mình giết thì nó sẽ ok hơn ở đây. Nằm xuống. Ây da. Nằm xuống. Rơi bằng dao. Nằm xuống. Chỉ cần có mala thôi là sẽ giết bọn này nhanh như. Nhanh gọn ngay thôi. Có một cái mũ, ok luôn. Nằm xuống ạ. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Anh ơi. Từ từ đã. Qua đây, qua đây, qua đây. Chạy nhanh hay không? Chạy nhanh hay không? Đồng hồ là 10 giờ sáng. 10 giờ sáng thì thoải mái. Được hai cái bắp ngô. Rồi. Cửa đã ra. Ở trên đây. Chỗ này chắc chắn là có zoom rồi. May nha. Con chim.
À, cái này thì có một hai con zoom ở đây à. Mình sẽ nhảy hẳn lên cao lên một tí để nhìn cho nó rõ. Còn một con zoom kia thôi. Ok. Nằm xuống. Thôi. Đơn giản như đan giỏ. Ngon anh canh đào. Đang hơi đói một tí. Đống sách ngon, đang hơi đói này, có cái quần này cũng được. Cái này là tăng giấy này đấy. Rồi có đồ ăn luôn, hết chưa? Ok đấy, bây giờ mình về thôi. Good Hello. job. So, Rồi ôi, what cho are được you cái linh buying tinh today? này ạ. Lấy sách đi. Đi đào. You're looking to earn. If you finish two more jobs this week, I will give you employee of the month. Đấy. Well, you just brightened my Cái day. này thì thôi. I'm glad I could help you. Cứ học thôi. Đây rồi. Ok, được một món ngon. Thôi đi làm về, đi nhiệm vụ luôn, về luôn đi. Không giết Zoom nữa. Giết Zoom nó sẽ khá mất thời gian. Mình sẽ tập trung giết Zoom sau. À, có một cái đồ ăn khá ngon nên mình đi đào này thì mình sẽ không lo đồ ăn thức uống nữa. Hôm qua làm ba cái nhiệm vụ, hôm nay bắt đầu mới làm được hai nhiệm vụ mới là năm. Ok. Now that you have some money to spend. Vitamin này. Vitamin này thì cũng cần. Cái này thì nó lại mốt cho súng khá là ngon, sau này nó sẽ cần. Vitamin thì ok hơn lúc đầu. Mình sẽ lấy đạn. Rồi lại lại phải đi đào. Bây giờ là 7 giờ tối rồi cho nên là cũng không thể đào được nữa. Đấy. Đồ ăn thức uống thì đang hơi thiếu nước một tí. Chấp nhận mua cái này 300 ạ. I hope you come back and see me sometime. Đây đồ ăn cái này rồi, tăng 110 phút ạ. Quá ngon. Ăn nhòe à. Đấy. Thằng này chết rồi. Hôm nay thì coi như là ổn. Ngày thứ hai, cất một số đồ vào đây. Đạn, hòm đạn.
Bây giờ mình biên tập lại luôn. Đạn điếc cho nó vào một chỗ. Đấy, đồ ăn thức uống cho vào một chỗ. Cho nó dễ. Phân loại dần dần các bạn. Ok. Cho hết vào đây. Nấu ăn nấu yếc. Tranh thủ và tạo cái này luôn. Có cái này mình sẽ chế tạo được. Đây mình sẽ up cái này cho nó chắc luôn. Lên gạch luôn. Cái này thì để chế tạo cái club steel. Đây mình có nước đây. Ok, đấy, nói chung là hôm nay thì hoạt động làm được có hai cái nhiệm vụ. Phải chấp nhận thôi. Nếu mà mình đào thì mình sẽ được đi thì hơi xa. Mới được 5 cái nhiệm vụ, thế thì phải đến ngày thứ tư, tình hình phải đến ngày thứ tư thì mới làm được 10 nhiệm vụ ạ. Đi bây giờ tranh thủ ở trong nhà này nút xem còn cái gì nút được thì nút nốt. Áo ạ, đang thiếu ạ. Chưa vào được cái chỗ quần áo. Đấy, lên trên đây ngắm nghía các thứ này. Zoom thì nó cũng đang lác đác thôi. Ở thành phố này như là không có cái tòa nhà nào level 5. Chỉ có tòa nhà level 4 thôi. Nhưng hiện tại tòa nhà level 4 thì mình cũng không ấy được các bạn. Không nút được. Mình phải có được một cái cuốc sắt thì mới loot được. Đấy. Còn hôm nay thì mình chỉ làm hai cái nhiệm vụ thôi vì một mất gần như là nửa ngày để kiếm được thuốc rồi. Kiếm mật ong. Hiện tại là bây giờ mình cứ đi lên xem nào. Ok. Mình sẽ hủy cái nhiệm vụ này. Bây giờ đang là 1 giờ thôi. Có một cái nhiệm vụ Fred 600 mét. Khá xa. You look like you can handle yourself. This is dangerous work. But đi buổi tối bây giờ thì lại khá là nguy hiểm khi mà mình không có ấy ạ. Too bad I couldn't help you. Không có ánh sáng. Not one thing. Liều mình đi buổi tối nhỉ? There's always next time. Cất một ít đồ vào đây, cất các cái này vào đây. Đây là đồ xây dựng vào đây, 159. Cái này thì không cần. Đấy, cái này thì vào đây. Cái này là vứt tất cả những thứ linh tinh. Ok. Bây giờ liều mình buổi tối này là Zoom nó sẽ chạy là rất là nhanh. Mình cũng chạy thôi. Không quá tối, thực ra là cũng không quá tối. Nhìn thế này thì cũng không quá tối. Mình vẫn có thể ấy được. Nhưng mà mình cần phải giữ mala nha các bạn. Đi buổi tối này thì Zoom nó khá là mạnh. Nhưng mà bây giờ mình tranh thủ mình đi đột nhập. Ở đây như nó có một cái nhà sách thì phải. Đúng rồi.
Thế mình bây giờ mình tranh thủ mình đi đột nhập cái nhà sách nhỉ. Mình đang cần rất nhiều sách. Đấy. Rồi bọn này nó không nhìn thấy đâu. Đó. Ấy già. Nằm xuống. Ok luôn. Đấy, mình sẽ đột nhập vào cái nhà sách này. Đang hơi khát nước à. Kia có đồng hồ. Thằng kia nó phá thì kệ nó. Ở đây mình sẽ... Đây. Nằm xuống. Cứ đột nhập thôi. Trời tối này nó khá là nguy hiểm mà khi zoom nó đi rất là nhanh. Rồi, ở đây nó có đèn sáng nhé. Có một con zoom kìa. Hơi vô lý nhỉ. À đây 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 đây. Lại mất một cái tên. Đấy, chả hiểu sao. Nằm xuống. Ở dưới kia nó phá thì không biết bao giờ mới vỡ xong. Nhưng mà mình sẽ tranh thủ ở trên này. Ui ôi. Không 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 được không được không được không được không được. À rồi sao. À, rồi sao rồi sao. Ấy à. Má bọn này. Rồi ra đây. Cay thật. Đang làm ăn ngon. Nó trôi xuống được rồi. Nó cứ trèo lên nó trèo xuống thế này thì hơi khó nhỉ. Không được không được không được không được. Mình phải dụ. Ui giời ơi đông quá. Ba thằng ạ. Đang làm ăn ngon. Nó lại không không đánh được chúng ạ. Bây giờ chỉ bắn thôi. Mày. Con này nó chạy khá là nhanh cho nên là. Ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da. Bọn này thì phải dụ ra một chỗ khác. Dụ 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 dụ. Sau đó mình quay lại các bạn. Rồi. Nó mất dấu. Thằng này thì thằng này nó bò là khá là loang tuần loang ngoằng. Đâu nhỉ? Đây đây. Ai à? Mày. Con này nó sẽ chảy máu đi chết thôi. Mày này. Rồi. Nhẹ nhàng. Ở kia lại còn có mấy thằng. Ây da. Còn có con chó nữa. Ui giời ơi, ba bốn con nó đứng tụ tập ở kia thì không được rồi. Mình phải vẫn phải giết chết con chó. Ok. À, thế là nó không chạy nhanh rồi. Thế thì bây giờ đi làm nhiệm vụ đã. Ở trong cái nhà có con chó này mà không giết thì không được. Mình sẽ giết con chó này. Giết con chó vào cái này nhé các bạn. Nằm xuống. Ra đây. Nằm xuống. Hai phát rồi. Rồi. Mày này.
Con này chắc bắn tầm khoảng 5-6 tên thôi, bắn một phát select dam. Nằm xuống, ok, 3 tên thôi. Rồi, con này xử lý. Vào trong cái hiệu này giết zoom với cả ấy thôi. Đây có cái này. Thêm được một đống sách. Ok. Bây giờ mới có thời gian đột nhập vào thành phố các bạn. Ngon luôn. Chỗ này thì chắc chắn là sẽ có zoom. Có zoom. Hay là nó ngay gần đây. Nó ngay gần đây. Nó ngay gần đây. Nằm xuống. Cầm chày. Vỡ đầu. Vỡ đầu, không vỡ. Đang hết máu. Từ từ. Nằm xuống. Ở chỗ này là những cái chỗ nhỏ có thể lấy được sách với cả các thứ. Mình nhớ ở đây là có một thằng. Đúng không? Ở đâu? Ây da. Nó ở trong ạ. Ok luôn. Xong rồi. Lút xem có quần áo gì không. Có cái quần. Quần này cộng ít hơn. Áo này ngon hơn. Rồi. Tạm thời thế đã. Đây có cuốn sách này. Cứ đi thôi. Đập chết luôn thôi. Mày. Mày. Nằm xuống. Chưa có một cái mốt nào cho nên là hơi yếu. Ok. Và cách. Đâu. Đang nút. Zoom đâu? Ây da. Mày. Làm xuống. Làm xuống. Đập 3 phát mới chết ạ. Ngon. Được một cái kính. Cộng loot ạ. Từ 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 từ. Nằm xuống. Ok. Đập vào đầu là vỡ. Xuống đây. Cứ từ từ thôi. Quan trọng là có mà la. Có mà la thì sẽ chết. Ây da. Nằm xuống. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Ây da, đây đây đây. Ây da. Căng 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 căng. Ở đây còn thằng nào nữa không? Không ạ. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Chạy ra đây. Nằm xuống. Bốn chày. Ok, cái gì? Nhanh vậy. Đây là xong rồi. À, kiếm cái túi rồi các bạn. Nhiệm vụ thì xong rồi nhưng mà đang thiếu cái túi. Mà mình cần phải loot càng nhiều càng thứ càng tốt. Tiết kiệm được các bạn. Đấy, lúc đầu mà chơi bằng cung là ngon nhá. Rồi. Ây da. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Gần như là hết hết zoom rồi mà. À, đây, chỗ này thì mình cũng nhớ rồi. Ở đây có một thằng này. Nằm xuống. Không phải một thằng ấy à, mà là một con ạ. Nó chạy nhanh ạ. Chạy nhanh à. Nga, chạy nhanh. Chạy nhanh à. Ok. Đây mình nhớ nó cái hòm nó ở đây.
Hơi lòng vòng. Ok, đóng xuống. Hòm đầu tiên. Ngon, một cái mốt đồng hồ ạ. Ngon luôn. Vừa có một cái bao tay luôn mà vừa có một cái mốt luôn. Thế này thì ngon rồi. Có thể xem được giờ nhé các bạn. Ok. Đấy, có một cái mốt đồng hồ. Thế là 7 giờ sáng. Thế này mình sẽ chủ động được thời gian, giờ giấc. À, cái này ăn thôi, đang đang đói, mình sẽ ăn hết hai mấy cái này để đỡ đói, cái kia để dành, cái kia gọi là siêu đói thì mới mới ăn, chứ không ăn bây giờ thì nó hơi phí. Ok, cái này là farming rồi. Thôi đi về mày, mày đánh gãy chân ạ. Má nó. Ai à. Thằng này nó gãy chân thì sớm muộn nó chả chết. Máu nó tuôn ra chẳng lẽ là không chết. Thôi đóng bố vào. Không quan tâm. We've got the best prices. Hello. Don't spend it all in one place. Nào, có một cái lưỡi dao này cũng được. Sách này cũng ok này. Mình sẽ lấy lưỡi dao để cho nó ấy. Đây cái này bán đi. Mấy cái này bán này. Áo này bán này. Remember me if you need medical supplies. Nắp cái này vào đây cho nó tăng cái tỷ lệ chảy máu lên. Thằng kia vẫn chưa chết à? Đấy, mình sẽ vứt hết tạm đồ vào đây đã. Ok. Mày. 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 Nằm xuống. Đập bây giờ nó còn bay ra. Ô quên quên chưa nhận nhiệm vụ à? Quên 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 quên. Hello. Nhận nhiệm vụ clear luôn nhé. Ở đây nó gần. Có zoom. Có hai thằng. Đập chết luôn. Nằm xuống. Úi trời. Đập bây giờ nó còn bay đằng sau ạ. Nằm xuống. Nó có tỷ lệ, có tỷ lệ đập nó lùi lại đằng sau. Ok. 44 tiền, ngon luôn. Đây mình sẽ loot hết cái đống này xong xem xong đó là mình sẽ nhận lại nhiệm vụ. Giai đoạn đầu này loot càng nhiều càng tốt. Đây có sách này. Xe ô tô ạ. Có một thằng nó đang nằm ở kia. Hai thằng luôn. Mày. Mày. Ok. Nút lốt. Xem vào đây lốt được cái gì thì nút lốt tiếp. À nhưng mà thôi làm nhiệm vụ luôn đi các bạn. Bởi vì là cần phải làm nhiệm vụ nhanh. Hỏng. Nằm xuống. Nằm xuống. Ok. Thằng này xuống đi. Gãy chân. Nằm xuống. Nằm xuống. Đập phải đập vào đầu. Nằm xuống. Đấy. Mà mình đập bằng cái club này thì nó sẽ khá là nhẹ nhàng ấy. Zoom nó sẽ gọi là không bị động. Bắn súng bắn xiếc thì khá là nguy hiểm. Cứ rút hết á, về nhà tính sau nhé các bạn. Bây giờ là không cần biết là rút được cái gì với cái gì. Rút đã. Ok, được một đống nước rồi. Xách tiếp. À, có một cái để chế tạo đồng hồ. Cái này thì mình không cần, mình đã có rồi.
Đấy. Cái này thì đương nhiên rồi. Một thằng. Hai thằng. Lại bị đói. Cái này thì đâu à? Hình như vẫn còn một thằng nữa. Ấy da. Nó ở trên. Mình cần phải bắn vào đầu nó. Làm xuống, ok. Nhẹ nhàng tình cảm. Ra đi loot hết. Đã lặng rồi. Do cầm đồ linh tinh. Có chó có chung gì không thôi chứ còn. Làm xuống, ok. Nhẹ nhàng. Rồi, thêm được cái này. Thêm được ít xăng. Lại thêm đinh. Ok, đi xuống. À, chỗ này mình đã nhớ rồi. Chỗ này là có hàng ở đây này. Bắn con này phát là nó sẽ ra. Có cả con béo, có cả con này. Đấy. Nằm xuống. Con béo này ạ. Ra đây. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Con béo này phải đấm. À phải đâm cho nó chảy máu tí. Mày. Mày. Đập. Ô, đừng đừng, đừng làm thế. Đang hết mana. Thằng này nó đập là khá là khỏe. Làm xuống. Hay à. Làm xuống. Làm xuống. Ok luôn. Bị đâm và bị ăn đập mấy phát rồi. Không chết nữa. Rồi. Ngon. Có cái giày ngon hơn đúng không? Ok luôn. Thêm ít đạn chứ. Đạn linh tinh các bạn. Mình chơi thì mình chơi thuần thường. Mình sẽ chơi những cái đạn nào mình dùng quen. Đây có đồ ăn. Nhưng mà vẫn chưa giải quyết được cơn đói. À, cái này 15. Hết rồi. Rồi xong. Thì có 3-4 con run. Ây da. Lại con cảnh sát nó lại nhổ rồi. Má nó. Hello. À, lấy cái mốt này thôi. Good job. À, clear zombie. I've got a bit of a okay. Ok be luôn. And try not to get yourself killed. Cái này thì lắp vào đây. Con này zombie đấy. Zombie láo ạ. Nằm xuống. Zombie nguy hiểm. Ây da. Ây da. Ây da. Nó lại đánh nhau kiểu đấy nữa. Nằm xuống. Bây giờ mình lại không có cái ấy để nó phá vỡ bây giờ. Sửa lại tí. Đáng mệt. Tự dưng các bọn này. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Thằng này bị đâm kiểu gì cũng chảy máu chết. Cất đống đồ đi. Cái này chọn lưới để bán vậy.